Câu trả lời là không. Không và không. Ok, xin nhấn mạnh là tại sao nó là không. Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot, tâm sự cùng người lạ. Ta-ra! Và ngày hôm nay như cái tiêu đề của các bạn đã nhìn rồi đó, chính là 10 điều mà các baby witch cần biết khi bắt đầu bắt đầu nghiên cứu về witchcraft. Cũng đầu tiên vào cái nội dung thì chia sẻ thẳng luôn là cái bộ đồ này cũng như cái lớp makeup này, với tất cả những thứ này là tôi vừa mới đi quay Lazada về. Và ngay lúc này đang là mấy giờ nhờ trợ lý? Đang là 20:56 ha, cho nên đầu óc của tôi nó cũng không còn được tỉnh táo cho lắm. Cho nên trong lúc này tôi sẽ cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể để nêu lên 10 cái điều mà mình nghĩ rằng là những cái bạn baby witch rất là cần khi mà bắt đầu các bạn ấy bắt đầu học về witchcraft. Ok, để bắt đầu cái nội dung chính của ngày hôm nay thì chúng ta phải hiểu được baby witch là gì. Baby witch là một cái khái niệm mới mà hầu như là cái khái niệm này là dành cho tất cả những cái bạn nào mà mới bắt đầu học, bắt đầu nghiên cứu về thuật witchcraft, thì tất cả những cái bạn đó đều được gọi là baby witch. Ok, cái thuật witchcraft thì chúng ta nhìn thấy được witchcraft. Có người gọi là witchrafter, tức là những người mà thực hành thuật phù thủy thì gọi là witchrafter. Nhưng mà vậy thì witchcraft có nghĩa là cái gì? Chúng ta có thể tách hai chữ này là witch, tức là phù thủy hoặc là người vu thuật. Còn raft là thủ công hoặc làm bằng tay hoặc là cử hành bằng tay. Người ta gọi là crafter là người làm thủ công, craft là những cái gì liên quan đến thủ công, thì witchcraft là những người cử hành hoặc là thực hành những cái vu thuật. Đi không muốn sử dụng cái chữ phù thủy ở đây, bởi vì trong cái văn hóa của người Việt mình thì người ta hiểu cái chữ phù thủy nó rất là sai. Người ta hiểu không phải sai mà là người ta hiểu cái chữ phù thủy nó rất là tiêu cực. Cho nên ở đây đi sẽ sử dụng là người cử hành các cái thuật witchcraft hoặc là người cử hành vu thuật theo truyền thống châu Âu hoặc là theo hệ thống witchcraft châu Âu. Ok chưa? Rồi, vậy thì để mà một baby witch bắt đầu học witchcraft 10 điều, cái đó là cái gì? Cái điều đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là bạn cần biết bạn là ai và witchcraft là cái gì. Nó giống như cái chuyện đó là khi mà chúng ta học một cái ngành học nào đó, chúng ta cần phải hiểu ngành học nó là cái gì. Nó giống như vậy đó. Nhưng nó yêu cầu thêm một cái là bạn hiểu bạn là ai. Cái này nó là một cái câu hỏi mà để phải khiến cho cả một đời người phải đi tìm kiếm cái câu trả lời, chứ không phải là bất kỳ ai cũng có thể câu trả lời là bạn là ai. Cái trả lời liền là tôi là đi tarot tâm sự của người lạ tà ra thì nó quá đơn giản rồi. Cái là ai này nó còn bao hàm rất là nhiều thứ nữa. Và cái bạn là ai ở đây á, tức là bạn cần phải trả lời cái câu hỏi là bạn và thế giới xung quanh của bạn, bạn suy nghĩ gì về thế giới xung quanh của bạn và bạn đang như thế nào, bạn là ai. Ở trong cái câu hỏi mà đi đặt lên nó mang cái ý nghĩa như vậy. Mình cần phải hiểu về bản thân của mình, mình cần phải hiểu về năng lượng của mình, mình cần phải hiểu về những cái trường năng lượng, những cái tần số, những cái sóng rung sinh học của bản thân mình. Mình phải hiểu đến những cái điều đó, mình phải ý thức và mình phải biết được những cái đó. Cái thứ hai, mình phải biết được là witchcraft nó là cái gì. Thì nãy đi có nói đó, witchcraft đó là những cái người cử hành hoặc là người ta gọi là thuật vu thuật hoặc là phù thủy, là những cái gì người ta cử hành về huyền học, về tâm linh, mà nhất là tâm linh châu Âu phương Tây. Witchcraft thì nó gồm rất là nhiều dạng khác nhau, gồm bùa chú, gồm các cái loại như là bùa chú, chế tạo các loại dược thảo, độc dược, sử dụng các cái loại spell, tức là thần chú, rồi sử dụng các cái loại triệu hồi, triệu hồn thì gọi là ở cái nhóm witch hay là summoner, người triệu hồi ha. Rồi ở những cái dạng tiên tri rất là nhiều. Nói chung những cái gọi là witch là những người thực hành về những cái huyền học, mà nhất là huyền học phương Tây. Đó là cái ý đầu tiên một baby witch cần phải có. Cái điều thứ hai mà một baby witch tôi vừa mới ở oh my gosh, OMG, em vừa mới ở sai. Ok, cái điều thứ hai mà một baby witch trời ơi, mọi người thấy được cái sự hãm khi mà tôi phải quay vào buổi tối, mà ngày hôm nay đi đã quay hết 3 số, buổi sáng đi quay một số ở bên một cái chỗ kia, buổi tối đi quay ở Lazada, còn bây giờ đi về nhà đi quay YouTube cho mọi người là mọi người biết là đi rất là chích thời gian của mình ra luôn á. Rồi, cái yếu tố thứ hai mà một baby witch bắt đầu học witchcraft cần biết nữa, cần xác định nữa, đó là tại sao mình lại học witchcraft nha các bạn nha. Cần phải xác định được cái này lý do tại sao, bởi vì nếu mà mình không xác định được cái này á, mà mình nghĩ á là witchcraft nó là một trò chơi, nó là một trò đùa,
ở trên TikTok, ở trên mạng thấy có người này người kia làm vui vui, làm theo thì dỗ vô trong cái mu bàn tay của bạn nha. Nhưng không đồng nghĩa cái việc rằng là nếu mà bạn thích làm các loại lọ spell như một cách để giải trí, như một cách để xả stress của bản thân bạn, nó bị cấm. Không phải, nó không đồng nghĩa gì đó. Tức là những cái bạn nào mà muốn trở thành một witch thực thụ và muốn biến mình, rồi muốn học hỏi ở trong cái witchcraft, thì các bạn cần phải trả lời cho mình vì sao mình lại muốn thực hành witchcraft. Và đừng có nói là bởi vì là mình thích nó hay kiểu là bởi vì nó nấu nướng rồi xong là nó có cái này có nổi cái kia vô giống như đồ chơi, là không phải, nó không phải đồ chơi nha. Đừng có nói là bởi vì nó vui, đừng có như vậy. Mà bạn cần phải cảm thấy là mình có cái năng lực đó và mình muốn tìm hiểu về tự nhiên, muốn tìm hiểu về thiên nhiên hay gì gì đó. Là mỗi người trong chúng ta sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng mà please đừng trả lời tôi với câu trả lời là bởi vì nó vui. Ok, good. And đó là điều thứ hai ha. Cái điều thứ ba đó chính là khi mà chúng ta học bất kỳ cái gì cũng vậy, như cái tập mà đi nói về 10 điều mà những cái bạn mà newbie trong tarot hay mắc phải, thì cái điều này đi cũng thấy là các bạn tarot, những cái bạn mà witch nên biết luôn, đó là bạn nên tìm hiểu về lịch sử phát triển hình thành một số cái khái niệm cơ bản về thuật witchcraft để xem nó là gì. Ok chưa? Để xem nó là cái gì thì một cái yếu tố ở đây nó là như thế này đây. Bởi vì là witchcraft nó là một cái chuỗi, một cái chuỗi văn hóa của rất là nhiều những cái nước ở châu Âu, và nó được hình thành qua một khoảng thời gian rất là lâu dài, rất là lâu dài. Cho nên khi mà chúng ta muốn hiểu witchcraft của hiện tại bây giờ chúng ta như thế nào, thì chúng ta cần phải biết được cái lịch sử phát triển hình thành của nó. Witchcraft đã từ đâu ra, nó đến từ những cái tín ngưỡng dân gian, nó đến từ cái hội nhóm Wicca, vân 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 vân. Vậy thì tới lúc này bắt đầu nhiều người sẽ hỏi, ủa vậy có phải là tất cả những người thực hành witchcraft họ đều là Wicca hay không? Thì câu trả lời là không. Wicca là một tín ngưỡng, là một cái tín ngưỡng ha, mà ở thế kỷ 20 do một cái người kia, một cái người đó tên là gì quên rồi, đầu óc nó cũng dục bỏ đó, người đó họ sáng tạo ra, họ lập ra cái tín ngưỡng Wicca. Wicca là một cái tín ngưỡng mà khiến cho con người lắng nghe tự nhiên hơn, muốn họ trở về với thiên nhiên và muốn họ dùng những cái năng lượng sức mạnh của thiên nhiên ở trong cái thuật, ở trong cái tín ngưỡng Wicca. Thì những người thuộc cái tín ngưỡng này họ sẽ cử hành những cái nghi lễ của witchcraft, nghi lễ phù thủy, nhưng không đồng nghĩa tất cả các witch đều theo tôn giáo Wicca. Tức sẽ có witch theo tôn giáo là Christian, công giáo, witch vô thần, witch theo các cái hệ thống thần, đa thần của Hy Lạp, của Hindu, của Phật giáo. Nói chung witch bạn cần phải tìm hiểu rất kỹ về những cái mảng này nha. Ok, và cái yếu tố thứ tư đó là những cái hướng witch mà bạn muốn đi theo. Sau khi mà bạn đã biết được lịch sử phát triển hình thành thì bạn cần phải xác định được cái hướng witch nào là cái mà bạn muốn đi theo. Vì á, ai cũng biết, trong một cái tập mà đi có nói về các cái dạng witch thì có rất là nhiều những dạng witch khác nhau. Có enchanter, có summoner, có green witch, ocean witch, Christian witch, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều dạng witch. Vậy thì mỗi người trong chúng ta, các bạn sẽ có cái cá tính khác nhau, và cái cá tính, cái sở thích của các bạn, cái sự mà thông hiểu của các bạn nó cũng sẽ phù hợp với một số cái dạng witch khác nhau. Ok chưa? Cho nên bạn cần phải xác định được mình đi theo dạng witch nào, được không? Dạng như là bạn là một người sống ở trên núi thì rất là khó mà để cho bạn thực hành theo cái dạng witch, ocean witch, đúng không? Trên núi mà toàn thực hành những cái ở dưới biển không thì không thể rồi đó, đúng chưa? Đó, cho nên cần phải xác định được là mình đi theo dòng witch nào. Ok, sau khi điểm danh 4 cái điều đầu tiên thì bây giờ chúng ta đến cái điều thứ 5. Một yếu tố rất là quan trọng là khi bạn nghiên cứu bất cứ thứ gì cũng vậy, chúng ta cần phải có một cái kho về cái gọi là vốn liếng, về cái tri thức của nó để bạn tìm hiểu đâu. Tức là bạn phải có sách vở, nguồn để mà bạn đọc, để bạn học hỏi về nó. Thì nói trắng ra là ở Việt Nam á, mà để mà bạn đọc những cái cuốn sách witch á, witchcraft á, thì rất là khó. Hầu như là không có những cái, hầu như là chưa thấy trên thị trường những cái quyển sách nào mà có ghi chép thuộc witchcraft mà bằng tiếng Việt hết cả, mà tất cả hầu như đều là tiếng Anh. Thì ở đây đi cũng khuyến khích là các bạn á, có nhiều bạn nói là ôi vậy thì chán quá, không hiểu tiếng Anh rồi làm sao mà thực hành được đây. Vậy thì phải cố gắng, bởi vì đi nghĩ rằng là trong cái thời đại số bây giờ sẽ không khó để sử dụng Google dịch, hoặc không khó để bạn có được một cái từ điển để mà bạn có thể vừa đọc sách vừa dịch. Nó sẽ giúp trau dồi thêm vốn tiếng Anh của bạn, mà nó giúp cho bạn có cái ý hiểu, có cái nguồn, gọi là cái nguồn thông tin đó, nó chính xác hơn. Và đây đi có đem ra đây một số cái đầu sách, một số cái đầu sách mà đi đang có tại nhà, mà đi đã đọc và nghiên cứu về thuật witchcraft ha. Ok, good. Here. Đây. Đây là những cái cuốn mà đi đang có tại nhà. Tổng cộng đi đang có tại nhà là 1, 2, 3, 4,
5 cuốn. Thiệt ra là còn một cuốn to đùng khác nữa, nhưng mà cái cuốn đó là một cái tài liệu mà nội bộ cho nên đi không có đem ra được. Rồi, đi sẽ review từng cuốn một cho các bạn. Đối với những cái bạn mà mới bắt đầu học witchcraft chưa biết cái gì hết thì đi nghĩ là các bạn nên bắt đầu bằng cái này là basic witches, là những cái điều cơ bản nhất về witchcraft. Những cái điều cơ bản nhất về witchcraft thì bạn nên có cái cuốn này và đọc cái cuốn này thì nó rất là dễ hiểu. Mặc dù trong đây là tiếng Anh nha, nhưng mà đây các bạn nhìn thấy là những cái hình ảnh của nó mô tả cũng rất là dễ thương, cũng như là đây, rất là đẹp. Nó rất là phù hợp với những cái bạn trẻ mà muốn nghiên cứu về witchcraft. Nói chung đây là cái dạng phù thủy hiện đại rồi đó. Cái cuốn thứ hai mà một cái bạn witch mới toanh, chưa xác định được witch là cái gì, cũng như là chỉ mới muốn tìm hiểu coi nó định nghĩa nó là cái gì thôi á, thì đây, cuốn thứ hai nó tên là Wikipedia. Cái cuốn Wikipedia này thì nó còn có một bộ thẻ bài nữa, nó tên là Wikipedia Deck, Practical Spell Deck gì đó. Nói chung là nó có một cái bộ thẻ bài, mà trong cái bộ thẻ đó nó sẽ là những cái công thức, ghi lại những cái công thức mà spell. Thì bên cạnh đó nó có một cái cuốn tên là Wikipedia, trong đây nó cũng sẽ giải thích những cái ý, những cái khái niệm cơ bản cho các bạn, từ như thiên thần hộ mệnh, từ familiar, spiritual, những cái dạng như là tinh thần thú, rồi lập spell, vân vân và vân vân. Nó đều có trong cuốn này hết. Cho nên là bạn nào mà muốn thì bạn có thể mua hai cuốn này, hoặc là mua một trong hai cuốn này cũng rất là ok. Hai cuốn này thì ở Việt Nam này thì đi cũng chưa thấy ở chỗ nào bán một cách công khai, tức là không có chỗ nào mà nhập về hết trơn á, mà đi đã phải nhờ một vào người trung gian để mà mua những cái cuốn này về, là mua từ Mỹ về luôn á. Thì đi tất cả những cái đầu sách ngày hôm nay đi giới thiệu với các bạn á, đều sẽ, nếu mà bạn nào muốn sở hữu nó thì đi có một cái link, đường link ở phía dưới đây nè, thì các bạn có thể nhấn vào trong cái đường link đó để mà đăng ký pre-order những cái loại sách này để các bạn về đọc ha. Và nếu mà các bạn mà muốn mua thì rất là đơn giản rồi đó, có cái link ở dưới đó, bạn chỉ cần đăng ký thôi. Thì ở trong đó có cái người trung gian, có một cái người bạn của đi chuyên về vấn đề mà mua bán này, họ sẽ tư vấn cho các bạn, hoặc là họ sẽ giải quyết những cái đơn hàng của các bạn. Còn đi chỉ là người đem đến cái link này cho các bạn thôi, còn cái việc bạn mua hay không á, nó không liên quan đến đi nha. Này là tôi chỉ đem đến cái link cho các bạn thôi, còn việc các bạn đặt là quyền của các bạn nha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu cơ bản hết thì đây là ba cuốn mà đi nghĩ sau đó các bạn nên có, và cái cuốn mà nên có nhiều nhất là nên cuốn này, cái cuốn The Ruined Witch ha. Đây là một cái cuốn mà đi cảm thấy nó cực kỳ hay luôn các bạn. Bởi vì tại sao các bạn biết không, nó trong đây nó ghi rất là rõ ràng về những cái dược liệu, về những cái thảo dược và công dụng của nó, cũng như là từ cái cuốn dược liệu này, từ cái cuốn này đi sáng tạo ra rất nhiều những cái spell của riêng bản thân mình. Một cái ý rất là hay từ cái cuốn này luôn. Rồi, hai cuốn còn lại là cuốn The Witch Book of Self-Care, dành cho những bạn nào mà thích gọi là làm một cái kitchen witch, hoặc là bạn trở thành một cái witch mà bạn trời ơi rất đồ nước thiệt sự á. Rồi, là một cái witch mà làm những cái spell liên quan đến chăm sóc sức khỏe, health care cho mọi người á, hoặc là gọi là không phải là sức khỏe mà chăm sóc về mặt năng lượng, tinh thần, vân vân và vân vân. Thì đây, The Witch Book of Self-Care. Và còn một cuốn cuối nữa là cuốn The Witch House, The House Witch, là phù thủy trong ngôi nhà ha. Thì đối với những cái bạn nào mà thích cái cuốn này cũng rất là hay, đi đã đọc qua cái cuốn này. Ở trong đây cũng có những cái công thức rất là hay, những cái công thức rồi những cái định nghĩa về các cái loại thảo dược. Tuy nhiên thì cái này nó chỉ dành cho những cái spell liên quan đến ngôi nhà của bạn mà thôi. Cho nên rằng là bạn nào mà thích gọi là làm những cái spell liên quan đến nhà cửa thôi thì đây, cái cuốn này cũng rất là hỗ trợ ha. Thì đây là những cái cuốn mà Dia giới thiệu với các bạn. Bên cạnh đó còn rất là nhiều những đầu sách khác nữa, mà maybe là ở trong cái link ở phía dưới, người bạn của Dia sẽ có đính kèm cho các bạn trong cái đó, cho cái sự lựa chọn của các bạn. Cho nên các bạn chỉ cần đăng ký ở cái link phía dưới để pre-order sách cho bản thân mình nha. Cái giá sẽ cực kỳ tốt cho nên bạn đừng lo nữa. Rồi, sau cái điều thứ năm là mình cần phải có một cái nguồn, một cái kho thông tin đọc sách, tìm hiểu thông tin. Thì bên cạnh sách á, thì nó còn một số trang, những cái trang mạng witch online, hoặc là ở những cái group như là group phù thủy ánh sáng, group hội mèo vàng hay vân vân và vân vân, hàng hà sa số những cái fanpage, những cái group chat, những cái group hội nhóm ở trên Facebook nói về witchcraft mà của người Việt. Bên cạnh đó bạn hoàn toàn có thể theo dõi những cái kênh TikTok như của Dia nè, hoặc là TikToker nước ngoài mà họ làm về cái mảng witch, họ làm về mảng witchcraft như thế này. Hoặc là những cái công thức thì đôi khi đi cũng sẽ lên trên Pinterest, là một cái phần mềm tên là Pinterest, đọc đúng là Pinterest nhưng mà đọc là Pinterest. Nó sẽ có rất là nhiều những công thức trên đó, và chúng ta hoàn toàn có thể chọn lọc những cái công thức ở trên Pinterest đó để mà ghi vào trong cái cuốn shadow book của mình. Ok, rồi tới cái yếu tố thứ sáu, đó chính là tìm người và hội nhóm đồng hành. Như hồi nãy đi có nói á, là sau khi mà mình có một cái nguồn kiến thức
đơn giản bằng cách là sách đi, thì cái việc mà mình cần có một cái hội nhóm để mình nghiên cứu chung với nhau, hoặc một cái người đi trước để mà họ hướng dẫn mình là cũng vô cùng quan trọng. Đi có nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của các bạn nhỏ, cũng như cũng của rất là nhiều những cái bạn khác nữa, nói về việc là các bạn muốn đi hướng dẫn dạy cho các bạn về thuật Witchcraft. Thì xin lỗi các bạn, bởi vì đi cũng chỉ mới nghiên cứu Witchcraft trong khoảng thời gian gần đây thôi, cũng khoảng mấy năm gần đây thôi, cho nên đi cảm thấy là đi vẫn chưa đủ cái kiến thức để có thể gọi là dạy các bạn, cho nên xin lỗi là đi sẽ từ chối cái điều này. Đi chỉ chia sẻ những cái gì trên đây thì các bạn cảm thấy là hữu ích cho các bạn thì bạn đón nhận thôi, chứ gọi là dạy thì đi không dám dùng cái chữ dạy rồi đó. Rồi, và về cái yếu tố thứ sáu là tìm cho mình một cái người hướng dẫn và một cái hội nhóm để mà cùng nhau học á, thì đi cảm thấy là nó cũng có thể bỏ qua, bởi vì một số bạn có khả năng tự học á, thì mình tự học thì là cũng ok. Ok chưa? Rồi, tới điều thứ bảy là những yếu tố về mặt tôn giáo đối với Witchcraft. Thì các bạn hiểu được rằng hồi nãy đi làm rất là rõ cái phần đó là tôn giáo mà gắn liền với Witchcraft là Wicca, nhưng chưa chắc tất cả những người thực hành cái thuật Witchcraft đều là tín đồ của Wicca, mà đôi khi họ sẽ là tín đồ của Christian, tức là tín đồ của Công giáo, tín đồ của Do Thái, tín đồ của Hồi giáo, Phật giáo, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Cho nên có một dạng câu hỏi mà đi rất là hay gặp, đó là em đạo Phật, em đạo Công giáo, em đạo này em đạo kia thì có học được Witchcraft hay không? Thì câu hỏi này đi không dám trả lời là có hay không, bởi vì có hay không còn nằm ở trong cái thế giới quan của các bạn nữa. Bởi vì nó như thế này nè, khi mà các bạn học và nghiên cứu về Witchcraft, bạn cần phải có một cái tư duy mở về văn hóa tâm linh và về tín ngưỡng tâm linh. Chúng ta không thể nào mà cứ gò bó cái tư duy của mình vào trong những cái điều luật của một số tôn giáo nào cả, mà bên cạnh đó chúng ta cần phải mở rộng cái tư duy mình ra, nhìn cái thế giới tâm linh này một cách bằng một cái bức tranh tổng thể, một cái bức tranh rộng. Đối với Dia, Dia không hẳn là một witch, mà Dia như là một wizard. Tức là nếu mà wizard thì nó sẽ nghiêng về mặt học thuật nhiều hơn, tức là Dia thích mình là người nghiên cứu và học hỏi nhiều hơn là người thực hành cái thuật đó. Thì Dia không phải là một witch, Dia khẳng định Dia không phải là một witch, Dia chỉ là người nghiên cứu về nó thôi, và đôi khi Dia sẽ thực hành để mà cho các bạn thấy là một cái bước làm như thế nó sẽ có những cái gì. Bằng chứng ở nhà Dia không hoàn toàn không có một cái altar để thờ cho Witchcraft, hay là Dia cũng không có đi theo các cái ngày lễ Sabbath ở trong Witchcraft. Không có. Đi theo một cái tôn giáo duy nhất, đó là Thiên Chúa giáo. Và chẳng qua Đi là một người có cái hứng thú với những cái văn hóa tâm linh cũng như những cái tín ngưỡng tâm linh, thì Đi sẽ đào sâu về nó thôi. Và Đi cũng gặp rất là nhiều những cái sự đếm đá từ những cái bạn có cái tín ngưỡng giống Đi là đạo Công giáo á, là bạn nói là nó đi ngược lại với luật của hội thánh này nọ kia, thì cái đó đã nằm ở trong cái thế giới quan của bạn. Còn đối với thế giới quan của Đi là Đi làm những gì Đi biết, và Đi làm những gì mà Đi cảm thấy là nó không trái lại với lương tâm của mình, và không trái lại với những cái điều mà Chúa đã truyền dạy, thế thôi. Cho nên là khi chúng ta đụng đến vấn đề là tôn giáo trong Witchcraft á, nó cũng rất là nhạy cảm luôn. Một cái điểm khá là thuận lợi cho những bạn nào là những người vô thần, tức là không có theo tôn giáo nào hết, thì bạn cử hành Witchcraft một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Nhưng những người nào mà đã có một cái tôn giáo nào đó thì họ sẽ thường bị những cái giáo điều, những cái luật lệ hoặc là giáo lý của tôn giáo đó làm gò bó, hoặc là khiến cho họ cảm thấy là khó khăn để tiếp nhận những cái kiến thức ở trong Witchcraft. Thì cái này đi không cổ suý cũng như là không có chèo kéo các bạn để các bạn phải thực hành hay là phải nghiên cứu gì cả. Giống như đi cảm thấy là đi thấy nó thú vị và đi đọc sách về nó, đi nghiên cứu về nó, thế thôi, dừng lại ở đó thôi, chứ đi không hẳn là một witch, thế đó. Nhưng bên cạnh đó, ở trong đạo Công giáo thì cũng có, ở trong Witchcraft thì cũng có một cái khái niệm, đó là Christian witch, tức là những người thực hành nghi thức phù thủy nhưng theo tín ngưỡng, nhưng có niềm tin theo, đó là niềm tin về Chúa. Những Christian witch không nhất thiết phải là những người đạo Công giáo, hoặc là những người có đạo, hoặc là những con chiên theo Kitô giáo, không nhất thiết nha, mà họ chỉ cần là người tin Chúa. Ví dụ bạn là một người đi chùa nhưng chưa chắc bạn là một người đạo Phật. Bạn hiểu ý này của đi không? Một người mà được công nhận là đạo Phật thì họ phải có pháp danh, họ phải đi học giáo lý của Phật pháp thì mới gọi là đạo Phật. Chứ còn nếu mà bạn không có pháp danh thì không gọi là đạo Phật, mà bạn chỉ là có cái niềm tin vào Phật mà thôi. Thì giống như là Christian witch vậy á. Những người Christian witch tức là họ có niềm tin vào Chúa nhưng chưa chắc họ đã là một Kitô hữu, tức là một người thuộc đạo Công giáo hoặc là hoặc là chính thống giáo, hoặc là những cái hệ thống tôn giáo thuộc nhánh Thiên Chúa giáo. Ok chưa? Rồi. Cái yếu tố thứ 8 mà đi thấy là mọi người cũng hay rất là bàn cãi, đó là khi mà chúng ta là một witch thì chúng ta có cần phải thờ một vị thần nào đó hay không? Câu trả lời là không. Không. Và không. Ok. Xin nhấn mạnh là tại sao đó là không. Bởi vì
cái mà witchcraft á, nó bắt nguồn cũng là đến từ những cái niềm tin dân gian, mà niềm tin dân gian thì nó gồm rất là nhiều cái niềm tin khác nhau. Thật sự Wicca thì nó là một tín ngưỡng gần đây ở trong những thế kỷ 20, người ta là tín ngưỡng gần đây, nhưng mà witchcraft là nó đến từ những cái thuật thực hành và niềm tin dân gian rất là nhiều, cho nên những cái ý hiểu về dân gian, những cái huyền bí về dân gian nó là vô cùng nhiều, những vị thần của vùng này vùng nọ vùng kia, tín ngưỡng này tín ngưỡng nọ tín ngưỡng kia là vô cùng nhiều. Vậy bây giờ biết thờ ai bây giờ, đúng không? Thì có những bạn người ta thích thờ cái người nào thì người ta thờ thôi, có người thích thờ nữ thần tình yêu Aphrodite, rồi thần Hera, rồi Zeus, có người thích thờ Thor, thờ Odin, có người thì thích thờ cái bộ ba vị nữ thần trong Triple Moon đồ đó, trong Wicca, rồi có người lại theo quy chuẩn Christian thì họ lại thờ Chúa Đức Mẹ, họ lại thờ Chúa tôn kính Đức Mẹ. Rồi thôi là có một vài người thì họ lại đi theo cái tín ngưỡng Bắc Âu cổ, tín ngưỡng Rui, họ thờ thần Sensunus, họ thờ, hoặc là có những người thì họ thờ Phật, thờ những cái tôn giáo Hindu chẳng hạn, vân 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 vân. Nói chung là tất cả các vị thần đó đều được chấp nhận ở trong witchcraft, chỉ là cái giáo lý của cái tôn giáo đó nó có cho phép hay không mà thôi. Thì cái này nó còn phải đòi hỏi vào cái việc là cái ý hiểu của bạn, cái góc nhìn và bức tranh tổng thể của bạn để hình dung về tôn giáo, hình dung về tín ngưỡng nó là như thế nào nữa. Thì nói chung là khi các bạn thực hành những cái này, bạn cần phải make sense, làm rõ rất nhiều về những cái ý hiểu này, ok? Rồi, tới ý thứ 9, đó là bạn có cần phải lập một bàn thờ cho bản thân mình ở nhà hay không? Câu trả lời là không nhất thiết, không nhất thiết chứ không phải là không nha. Không nhất thiết tức là có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà thường thì đi thấy là các witch thì họ đều sẽ luôn luôn có một cái góc để mà họ làm một cái bàn thờ anh ta riêng cho họ. Riêng đối với đi thì đi không có góc nào để làm bàn thờ anh ta về witch cho đi hết, mà đi chỉ có những cái góc để mà trưng bày những cái vật dụng đó thôi. Còn cái bàn thờ duy nhất ở trong cái căn phòng của đi đó là cái bàn thờ Chúa, thế thôi đó. Bàn thờ có cây thánh giá cùng với tượng Đức Mẹ, cùng với thượng thiên thần Michael, Michael, thế thôi đó. Nó là đi vẫn đi theo một cái truyền thống tín ngưỡng của gia đình, chứ không phải là đi là một witch. Nó, nếu mà nói là đi là một witch thì đi cũng chưa hẳn, bởi vì nếu là một witch thì mình phải cử hành một cách rất là đi theo các cái ngày Sabbath rồi xong rồi vân 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 vân, rất là nhiều. Rồi, và cái thứ 10 cũng rất là quan trọng, đó chính là việc bạn ghi chép và thực hành tất cả những điều mà bạn đã học. Một cái gì đó mà nếu mà bạn chỉ nghiên cứu và học vẹt thôi thì nó không có hiệu quả. Mà thường witch thì ở trong witch nó có rất là nhiều những cái khái niệm, mà một trong những khái niệm đó là khái niệm wizard, tức là những pháp sư. Nhưng mà wizard nó còn có được thêm một ý nghĩa là những cái người mà họ chuyên làm việc về cái gì, nghiên cứu về những cái thuật huyền bí đó, ok chưa? Cho nên đó là như đi đôi khi đi cũng sẽ làm mẫu cho các bạn bằng cách là quay clip, làm những cái lọ spell này spell kia để quay clip cho bạn, đó là thực hành. Nhưng mà cái thực hành của đi là đem với cái tâm là gì, để cho mọi người biết về witchcraft là gì và cách thực hiện nó, chứ không phải là thực hiện theo một cái cách nghi lễ. Rồi, và bên cạnh đó là đi cũng rất là hay ghi chép lại những cái công thức mà bản thân mình sáng tạo nên. Thì làm sao để sáng tạo nên một cái công thức witchcraft thì chắc là đi sẽ dùng một cái clip ở trên TikTok hoặc là một cái clip ở trên YouTube để lý giải cho cái phần này. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm sơ bộ lại về 10 điều mà một baby witch cần biết khi mà chúng ta bắt đầu học witchcraft ha. Cái điều đầu tiên bạn cần xác định mình là ai và witchcraft là gì. Cái ý thứ hai là tại sao bạn lại muốn học và thực hành cái thuật witchcraft này. Cái thứ ba đó là bạn cần phải nghiên cứu về những cái kiến thức và những cái khái niệm của nó, quá trình hình thành, định nghĩa một số khái niệm cơ bản trong witchcraft. Cái thứ tư đó là gì? Các bạn cần phải định hướng cho mình biết là mình muốn trở thành witch như thế nào, cái dòng witch đó là dòng witch gì. Rồi cái thứ năm đó là các bạn cần phải tìm kiếm cái kiến thức, cái nguồn sách, cái đầu những cái kiến thức đó một cách thật là chính chuyên và nó có cái nguồn đảm bảo, gọi là thông tin đúng. Và cái thứ sáu là tìm một cái hội nhóm hoặc tìm cái người hướng dẫn cho bản thân mình. Cái thứ bảy đó là bạn cần phải có một cái hệ ý thức về những cái yếu tố về mặt tôn giáo gắn liền với witchcraft. Cái thứ 8 là bạn cần làm rõ việc là mình có cần thiết để thờ một cái vị thần nào đó hay không. Cái thứ 9 đó là bạn có cần phải lập một cái bàn thờ hay không. Và cái thứ 10 đó chính là việc thực hành và ghi chép nó bằng cái tâm và bằng hướng thiện của bản thân mình. Đó chính là 10 cái mà đi nghĩ là baby witch cần có khi bắt đầu vào học và nghiên cứu về thuật witchcraft. Ok, tất cả những thông tin ngày hôm nay mà đi đưa cho các bạn thì nó cũng là trong cái sự hiểu biết của đi, cũng như là đó là những cái mà ý của đi thôi. Cho nên nó chắc chắn là sẽ có những cái sự thiếu sót và nó chưa đúng ở một vài phần. Thì các bạn có thể bổ sung cho đi những cái điều mà các bạn nghĩ là một baby witch cần biết là cái
cần có những cái điều gì đó thì bạn có thể comment ở phía dưới giúp Đi ha. Bên cạnh đó, bạn nào có cái nhu cầu mà mua những cái cuốn sách mà Đi đã giới thiệu trong ngày hôm nay thì Đi có đính kèm một cái link ở phía dưới phần mô tả của cái clip này. Bạn hoàn toàn có thể vào cho cái link đó và đăng ký. Cái này thì Đi chỉ giới thiệu cái chỗ để mua sách thôi chứ Đi không phải là người bán, cho nên mọi người cũng không có cần mà inbox Đi kêu Đi tư vấn nha. Rồi, bây giờ thì clip đã rất là dài rồi và Đi cảm ơn mọi người rất nhiều về cái sự ủng hộ của mọi người, cũng như là cảm ơn mọi người về những cái like, share, subscribe của mọi người cho channel của Đi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dear Tarot tâm sự của người lạ. Tập tiếp theo, và đừng quên một cái điều rằng là nếu mà bạn muốn Đi làm về cái chủ đề witch nhiều hơn thì cũng đừng quên nói với Đi nha, và gợi ý ở phía dưới xem là bạn muốn thắc mắc điều gì nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.